Hello anh em, hello anh em, chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube mình hôm nay. Xin lỗi anh em bởi vì là mùa này và đặc biệt là thời gian gần đây mình rất là bận. Ngày hôm qua mình đi đám cưới và mình không livestream được các bạn xem. Tối hôm qua mình cũng không thể livestream được các bạn xem được. Tuy nhiên thì tuần này và ngày chủ nhật và thứ bảy thì mình sẽ luôn luôn livestream. Cái là tuần cuối cùng của mùa giải 14, tức là tháng 9. Thì chắc chắn là mình sẽ livestream. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại một clip reaction Zach về đánh kinh hợp The Hill với team TTG. Charming team. Game đầu tiên là hai Jimmy đã đánh để thua Shadow ấy. Cô sao đâu và chúng ta sẽ đến vào game thứ hai, set thứ hai. Who managed to try and bring team timing back into the King of the Hill. Đây là vòng đấu lượt về. Chúng ta thấy là mùa này phải nói là một điều như thế này. Kronos quá mạnh. Kronos sau vòng đấu ngày hôm nay thì họ đã có 9 đánh 10 trận và thắng 9 và thua 1. Thực sự đó là một một đội phải nói là quá mạnh, chứ không phải mạnh ở thời điểm hiện tại đấy. So với lại cái đội đứng thứ hai là Nobody Sport, mới có thì 6, cũng có 11 trận và thắng 6 và thua 5, tỷ lệ là 55-45. Tuy nhiên với lại Phonos thì họ mới đánh 10 trận, thì thực sự thì họ đã thắng với tỷ số là 9-1, tỷ lệ là 90%. What the f... Với tỷ lệ như thế này thì họ cầm chắc phần thắng rồi. Và họ đi tiến vào vòng có thể tiếp theo là tiến vào vòng knockout với một cái vị trí là đầu bảng và họ nghiễm nhiên là họ sẽ vào được chung kết rồi. Và nếu bất tình cứ như thế này thì Kronos sẽ thắng và Kronos cứ đi thẳng như vậy nếu mà họ giữ phong độ tốt. Đặc biệt chúng ta mùa này có KK và Muzi là hai player phải nói là cực kỳ mà mình thích. Họ phong độ của họ quá tuyệt vời. KK thì mình biết từ ngày xưa, từ những ngày đầu CIL mùa đầu tiên cơ. Còn với Paul Muzi thì bạn biết là nó một thánh của Ladder. Anh ta có một cái bảng thành tích Ladder quá ấn tượng. Ok, và ngày hôm nay mặt trận đấu, cái matchup đầu tiên giữa hai Jimmy và Shadow thì hai Jimmy đã thua. Và bây giờ là Zach là hai người thay thế cho hai Jimmy. Hai player họ cũng chưa muốn thả quân. Zach mình nghĩ là Royal Giant hoặc là Royal Hawk. Còn Shadow Barbarian bây giờ quá phổ biến. Nghĩa deck gì đây? Quá khói đoàn deck. Zach có Nai, bên này cũng có Nai luôn. Deck gì đây? À, Hills mình nghĩ Barbarian là Royal Giant. Vì Hills thì thường khi kết hợp Royal Giant hoặc Royal Hawk là sẽ hợp lý. Baby Dragon, Royal Hawk. Zach sử dụng Orihawk, còn Shadow, Redjack. Yeah, Redjack Poison. Không có nhiều damage từ Redjack hay là cân bằng phía về Ellie. Tuy nhiên thì Zach đang có lợi thế hơn một chút bởi vì cắm được hai cái bà nhà 33 hút rồi. Tuy nhiên, những cái con thủ, các cái bài thủ của Shadow thì gần như là counter mấy con Barbarian. Vì vậy là mình gọi đây không phải là lợi thế. Đây chỉ là gọi gia tăng sức ép về quân thôi chứ thực ra không thể gọi là lợi thế được. Không, Graveyard, hai bên là Graveyard, tuy nhiên là Graveyard của Zach thì đánh chậm hơn so với Graveyard của Shadow. Mình thấy cái deck của Shadow có một cái con bài đó là con Godly Brother. Và con này nếu mà Zach anh ta sử dụng Tornado thì anh ta sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Bởi vì là con đây là thẻ bài mà rất dễ nhất active được khi tower. Còn một khi mà Grave Trap đã active khi tower thì chúng ta sẽ cách đánh đối phương sẽ rất dễ dàng hơn khi mà defend Grave Trap vào trong những turn sau này nữa. Có một combo Zach đổi một hướng rất hay, đó là sử dụng combo con Nai và con Musketeer kết hợp với lại Heal Spirit. Tuy nhiên thì không có được đam và truy luôn. Nó sau đầu rất chuẩn bài, đặt một con Goblin nhận thích cái. Sau đấy là xuất hiện Goblin Brother và Musketeer không bắn được một chút Nai cũng không thể vượt qua. Heal Spirit nhảy lên thì cũng không kịp rồi. Đúng thời điểm. Ta còn hơn 50 giây nữa.
for Jack to kind of push forward now. Phải nói là Jack đánh rất chuẩn bài, đánh rất từ từ. Tuy nhiên thì lợi thế đang nghiêng về sát đầu. 40 giây nữa. Với Grave Jack thì mọi thứ đều là gọi là không thể là không thể. Masketi lấy lên đánh cả hai lại làm luôn. Có sự support của hai con Barbarian. Grave Jack đam rất nhiều đến từ mấy con Skeleton. Rất nhiều đam từ mấy con Skeleton đến phía bên trái. Và đây là thời điểm mà Jack anh ta có thể công một cái Grave Jack tiếp theo nữa. Chợt mất đối bắt sát đầu cần phải thủ chưa đã dùng poison để thủ rồi. Dùng poison để thủ trong cái tờ này thì ra đầu không sẽ không có lợi thế mà Grapejap không có một thằng nữa. Đằng Grapejap bên kia poison, bên này poison thì bên này sẽ có lợi thế hơn. Zack đánh con có lợi thế hơn. Zack Grapejap. Grapejap. Wow. It's so close. Đến Zack cũng không thể tin nổi là có thể thắng được. What in the world? 52 SP. Was that pulled from the tornado? Cái gì nó diễn ra vậy? Damage to towers, dude. No, it was. Wow. It was Sato's tornado. Một trận đấu phải nói cực kỳ là căng thẳng với Zack và Sato. Mình không nghĩ là Zack có thể thua được, không thể thắng, có thể không thể thắng được trong cái game đấu bởi vì là bên đấy, bên kia Sato anh ta cycle nhanh hơn, anh ta có thả poison rồi. Tuy nhiên thì rất may là đàn skeleton xuất hiện cực kỳ là kịp thời. Quá hay. Tornado was just a nice finishing touch. Okay, và chúng ta sẽ đến vào game thứ 3 của set thứ 2. Phải nói là game đầu tiên Zack đầu game thứ 2 Zack đánh cực kỳ là hay, kỳ là đời đầu tiên. Đến Zack không thể thao nghĩ là mình có thể thắng được. Đây có kể Zack xuất phát là Archer và hai Haruki. Expo cycle đây rồi. Yeah, it looks like he's bringing Expo again against Jack. Haruki. Xuất phát là Expo Tesla. Này đây rồi, có IC. Hoài poison trong tên này. Tự nhiên là poison. Còn IC. Haruki. Một cái lock là đủ rồi. IC Wizard bị đẩy đi và Expo bắn vào IC rất nhiều đam từ Expo. Tuy nhiên thì Expo vẫn còn một chút máu thôi. Xuất phát của Zack là không tệ một chút nào và Haruki anh ta bị outcycle đáng lẽ ra ban đầu. Ngay từ ban đầu tiên anh ta phải giữ lại con Barbarian Barrel và dùng poison và kết hợp với một con Nine and Tank thì sẽ là một cái turn defense chuẩn nhất khi mà Graveyard đối đầu với lại Expo. Và đây là Zack chắc chắn trong turn này thì Zack tiếp theo sẽ phải tách hai con Archer từ hai bên. Vì bởi vì là khi mà đánh mình trong một bên thì Barbarian sẽ đẩy lên là poison để chết. Sẽ bị mất hai con Archer luôn, rất là phí. Ok, thời điểm này đẩy bomb sao hợp lý. Bởi vì là turn này không thể công được. Cái Tesla nó cắm như vậy thì không thể qua, con tank nào có thể qua được. Fireball, this is a 3.0. Zack là có lợi thế khá lớn trong cái thời điểm này. Expo đẩy lên, Zack là vẫn còn đấy, rất còn hơn 40% máu. Poison đây rồi. Và sẽ có một Barbarian hợp lý. Ok. Trong thời này Zack cũng không cần phải thả 23 con Skeleton nữa. Bởi vì sẽ bị chết bởi con... bởi vì chết bởi Wolfjack. Bài tính toán hợp lý của Zack. Expo serves a pretty good role. Thời điểm mà Expo phải công và phải thủ, bởi vì là Expo cần phải có thêm hai cái Expo là một cái bầu thủ và một cái bầu công. Đấy là kinh nghiệm cho các bạn khi mà các bạn chơi Expo cycle, đặt một cái Expo thủ trước. Nếu chúng ta không thể công được, chúng ta nên đặt một Expo thủ trước. Vị trí của nó là góc 4, góc 5 giờ và góc 7 giờ. Hai cái trụ. Đây là thời điểm mà Expo poison. Như poison đó phần vừa rồi đã sử dụng rồi. Expo là bắn rất đau về quyết. Hai con Expo bắn rất đau. Phải nói là cực kỳ thốn khi mà Expo bắn vào trụ. Bạn tiếp tục là Expo. Haruki anh ta đang bị xoay động. Bomb tower quá chậm và không có thể bay. Không thể reset lại Expo rồi GG. Well played. Cái chìa khóa thành công của Zack đó chính là Zack anh ta tấn công một liên tục. Anh ta không cho Haruki
có khả năng gọi là tẩy công. Các bạn, cái cách mà các bạn luôn quân công là các bạn là một điều mà các bạn sẽ giúp được cho các bạn là khi mà các bạn thủ cuối, các bạn sẽ đỡ hơn một chút. Còn nếu các bạn cứ ngồi thủ cô phòng thủ như vậy thì các bạn sẽ thua, bởi vì các bạn sẽ tốn rất nhiều ly vào cho phòng thủ trong pha công của đối phương, và như vậy các bạn sẽ thua thôi, gọi như là bị thiệt ly đấy. Đến lúc các bạn quay chuyển lại các bạn lấy lực, các bạn tấn công thì các bạn sẽ không còn ly với ly để công nữa. Ok, congratulations Zach. You know, part of me is like Graveyard should win that every time. Part of this season, Jack. After those two wins, okay, và chúng ta sẽ đến vào game thứ tư của set thứ hai, game number 4, set number 2. Zack Nuri, Nuri là player cuối cùng của team Tam Minh. Có Zack Hawk Cycle không? Không, đây có Snowball thì mình nghĩ đây là một cái deck có Hawk, Snowball, Lock, Earthquake, Musketeer, Knight, Skeleton. Đây một cái deck khá là nó đánh an toàn, các bạn chơi Hawk. Chứ nếu mà bây giờ chơi Hawk Cycle thì sự nó quá nguy hiểm. Mình là suy đánh CIO player như thế này, CIO Nuri, Expo Cycle đấy rồi. Định bắt bài Zack nhưng mà Zack cao tay hơn, đó là Zack sử dụng một cái Hawk, đó là Hawk. Hawk Earthquake. Còn này và Earthquake đâu? Chọn bài quá tuyệt rồi từ Zack. Không có điều gì phải phàn nàn trong cái matchup này, đó là Zack nếu rank từ từ thì Zack sẽ thắng rồi. Quá đơn giản để có thể defend, thẻ cuối cùng là Bone Tower. Rất quá đơn giản để defend. Trong cái matchup của như thế này ấy, thì chúng ta chỉ cần defend Expo rồi, chỉ cần defend Expo, thế là xong rồi. Và chúng ta kiếm đam từ Earthquake, kiếm đam từ Lock, kiếm đam từ Snowball, không cần phải đẩy Hawk. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều là khi mà các bạn đẩy Hawk thì các bạn làm một phần để các bạn gọi là giúp cho cái việc mà phòng thủ của các bạn sẽ tốt hơn, bởi vì các bạn sẽ đẩy đối phương vào phòng thế thú. Các bạn đối bận đẩy đối phương phải dồn nhiều AD hơn để phòng thủ cái tấn công của mình của bạn, thì các bạn sẽ chiếm được lợi thế của matchup thôi. Cho cái matchup kiểu này thì Bomb Tower cũng không cần thiết phải đặt mình ra để phòng thủ, bởi vì là Zack có Hawk, có Knight, có Musketeer, có Earthquake. It's not 100% to the Hawk player, Knight xuất hiện. Khi mà đối phương có Expo thì các bạn luôn luôn trên tay về con Knight, vì Knight là sẽ là mini tank hợp lý. Các bạn đừng không được để Expo bắn vào Musketeer, bắn vào Hawk, bởi vì Hawk là một cái thẻ đi để được cái là để lao lên và đập Expo. Tesla Bomb Tower không ném được vào đấy. Tesla giật rất đau và Earthquake Hawk đẩy lên, Earthquake sẽ là hợp lý. Rồi, một cái lock nữa. Quá đơn giản, mắt chắc này quá đơn giản và đánh rất trượt bài. Bomb Tower xuất hiện không? Không, tiếp tục là này. Giờ đẩy Hawk lên. Earthquake nữa. Nuri anh ta cũng không dám đẩy Tesla trong cái cơn vừa rồi, bởi vì là sẽ bị Earthquake kia đập vào luôn. Vì vậy là đây là thời tại sao mà Nuri anh ta đập cái Tesla chậm hơn 2 nhịp so với Hawk đẩy lên. Quá đơn giản cho Zack. 1.400 máu, 1.500 máu nữa. Matchup của nó là đánh Zack vẫn thở phào nhẹ nhõm hơn so với cái matchup vừa rồi, so với cái matchup đầu tiên. Graveyard đánh Graveyard quá nhẹ thở. Và cái đánh như thế này chúng ta chỉ cần một chỉ cần hơn một phút nữa thì Zack sẽ thắng rồi. Clean sweep, coming. Jack saves the Q again from the right side. Waiting for that expo. Yeah, with that slow. Still no connection. Not even one. This time as the expo is on the right. Well, Nuri's putting down expo first, but it's been controlled by Jack most of the time. Chỉ có một bài đam mới từ Expo, như vậy không đủ. Máu bây giờ Nuri là số 1.100 rồi. Và cái trụ bên kia là 1.200, hơn 1.200, hơn 1.100.
with the Hawk. Earthquake coming rồi. Hawk, Hawk không cần thiết phải vào trụ trong những turn như thế này thì cần làm mấy từ Earthquake Cycle rồi. Đây là một trang gọi là Earthquake Cycle chứ không phải là Hawk Cycle nữa. Tiếp tục đẩy Hawk lên, Earthquake tiếp tục xoay rất nhanh. Không thể nào bị out cycle trong thời điểm thế này nữa. Vì mình nhân Bailey tại cái này nó cycle nó xem nhau rồi. Tiếp tục. Lại là Hawk, lại là Earthquake mà đánh như thế này gần như là Nery không có cửa luôn. Good job, Zach. Congratulations, clean sweep today. Keep it up, we're gonna have to make time. Time in the team. Of chess. Hawk versus 5, 4, 3, 2, 1, 0. Just had control beginning. Woo, congratulations, Jack. And Jack congratulations, Fav Gaming. The night finishes this match. Fav Gaming get a rare. Thanks for watching, guys, and don't forget give me a like, share, subscribe if you like my video. Thank you so much. Turn on the vixen and you will not miss next video. Absolute MVP for.